Ngày 17 tháng 10, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt PC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm, đơn vị mở đợt tổng kiểm soát, kiểm tra các xe từ 15 tháng 10 đến hết 14 tháng 12. Theo đó, ngoài những tuyến đường nội thành, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường kiểm tra tại những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và các điểm đường đen thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, thời gian tổng kiểm soát từ 19 giờ đến 2 giờ sáng hôm sau. Cảnh sát giao thông sẽ kiểm tra tất cả các loại xe lưu thông trên đường, đặc biệt là xe tải, xe khách và xe đầu kéo container. Tài xế sẽ được kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Những lỗi phương tiện chở quá số người quy định, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, chở hàng quá tải, quá khổ, chở vật liệu dễ rơi vãi, lưu thông đường cấm, khu vực cấm, dừng đỗ không đúng quy định sẽ bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt.